tử vi tuổi Kỷ Hợi 1959 tháng 7 âm lịch. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Kỷ Hợi thường được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, tốt bụng và tấm lòng bao dung, độ lượng. Họ dễ dàng trao niềm tin của mình cho người khác. Điều đó đôi lúc khiến họ thất vọng và tổn thương. Thế nhưng, dù có phải trải qua nhiều nỗi buồn phiền, đau khổ, tuổi Hợi mệnh mộc luôn đầy lòng trắc ẩn, sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Bên cạnh đó, họ là những người sống lạc quan và hết lòng vì mọi người ở xung quanh. Nếu như ai đó cần giúp đỡ, tuổi Hợi mệnh mộc sẽ không màng tới khó khăn, giúp đỡ hết mức có thể. Nếu không, họ sẽ cảm thấy có lỗi và ân hận với chính bản thân mình. Không những vậy, khi làm việc, tinh thần hăng hái, nhiệt tình của tuổi Kỷ Hợi cũng luôn được mọi người đánh giá cao. Họ thường là những người tiên phong trong những nhiệm vụ khó khăn, quan trọng. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Kỷ Hợi trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Người tuổi Kỷ Hợi 1959 là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp. Họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh. Đường tình duyên của mệnh chủ khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Là mẫu người ngay thẳng chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2021 cho rằng, trong tháng này, gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc mà mình đang tiến hành triển khai. Ở độ tuổi này, tuổi Kỷ Hợi sự nghiệp hay tài lộc không còn là vấn đề được đặt hàng đầu. Mệnh chủ cần quan tâm đến sức khỏe và gia đình của mình. Mệnh chủ đã dành nửa đời người cho cơm áo gạo tiền với những bôn ba bươn trải ngoài xã hội. Thời điểm này là thích hợp để nghỉ ngơi, hưởng thụ tuổi già bên gia đình. Kỷ âm thổ gặp bính dương hỏa nên được gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với gia chủ tuổi Kỷ Hợi trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức mối quan hệ ở xung quanh mình. Tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra các phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết, làm phận lòng những người ở xung quanh mình. Đặc biệt năm 2021, thái tuế là Sửu, để cho vận trình sức khỏe gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình kim bài thái tuế, nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên mệnh chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Kỷ Hợi trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 7 âm lịch gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ.
Tháng này, gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 có thể mong đợi rất nhiều may mắn để kiếm tiền so với các tháng trước. Tuy nhiên, gia chủ tuổi Kỷ Hợi đã bước vào tuổi trung niên, một số người đã nghỉ hưu nên sức khỏe của mệnh chủ quan trọng hơn tất thảy. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho mệnh chủ, giúp mệnh chủ nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân mình. Song không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý của mệnh chủ. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn, rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, mọi người nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng. Đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp mệnh chủ lấy lại tinh thần. Những người trên cương vị lãnh đạo cần lưu ý, nếu đứng trên cương vị lãnh đạo hay người đưa ra quyết sách, cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Chớ vì trò khích tướng của đối thủ mà mắc vào cái bẫy giăng ra từ trước. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chờ mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Tháng này, mệnh chủ có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết mệnh chủ sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà chưa bao giờ đạt được trước đây. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Mệnh chủ tuổi Canh Tý nếu không biết cân đong đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách, thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Tuy nhiên, mệnh chủ cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài, nếu không biết cân đối tài chính thì tiền của bản mệnh sẽ không cánh mà bay. Mệnh chủ cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc mệnh chủ cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình cảm của gia chủ tuổi Kỷ Hợi trong tháng này không thật sự khởi sắc. Mệnh chủ sẽ phải để tâm, lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình, luôn không vâng lời, mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Mệnh chủ nên thư giãn để bọn trẻ ở đó sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Gia chủ đã sống quá nửa cuộc đời, biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính mình. Ở tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời ở bên cạnh mệnh chủ giờ đây đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Mệnh chủ đã bên nhau nửa đời người, đủ hiểu được cái gì là cần thiết với gia đình mình. Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng cần lắng nghe tâm tư của vợ, chồng để cải thiện mối quan hệ của hai người. Đừng áp đặt quan điểm cá nhân, bắt họ phải nghe theo mình. Đặc biệt thời gian này, mệnh chủ hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp mệnh chủ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó tăng cường vận khí, đem lại may mắn, sức khỏe, hóa giải, tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Từ đó giúp gia đạo êm ấm, hạnh phúc. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 7 âm lịch, sức khỏe của gia chủ tuổi Kỷ Hợi khá tốt. Tuy nhiên, mệnh chủ lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không tốt. Mệnh chủ cần có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu. Xem tử vi 2021, sức khỏe của gia chủ tuổi Kỷ Hợi không có vấn đề gì quá phải lo lắng. Mệnh chủ cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng, tinh thần thật tốt. Nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của mệnh chủ trong thời gian sau. Gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn,
bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để gia chủ tuổi Quý Hợi có thể nắm rõ, tránh những trường hợp không may xảy ra. Xin mời mọi người hãy tiếp tục theo dõi. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân nạp âm Sơn hạ hỏa, tháng Thân lục hợp tị, tam hợp tí, thìn thành thủy cục, xung dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tị, tuyệt mão. Đối với những người tuổi Kỷ Hợi trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 7, từ ngày 13 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, quý tị. Thứ hai, ngày âm lịch 18 tháng 7, từ ngày 25 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, ất tị. Thứ ba, ngày âm lịch 30 tháng 7, từ ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, đinh tị. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Kỷ Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn kích công danh tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Kỷ Hợi tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 3 tháng 7, từ ngày mùng 10 tháng 8 dương lịch, nạp giáp canh dần, nạp âm tùng bách mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 15 tháng 7, từ ngày 22 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, nhâm dần, nạp âm, kim, bạc kim. Thứ ba, ngày âm lịch 27 tháng 7, từ ngày mùng 3 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, giáp dần, nạp âm, đại khê thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Kỷ Hợi trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý gia chủ có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.